House Dragon mùa 2 tập thứ 6 đã mang tới cách thức cai trị và nắm giữ quyền lực của Aemon ra sao khi chính thức có được chức vụ nhiếp chính, gạt mẹ mình sang một bên, thậm chí là còn muốn đẩy Alicent và Kristen cô ra xa, đe dọa Aegon và miệt thị Laerys. Trong khi đó, Rhaenyra bắt đầu thực hiện ý tưởng điên rồ của mình khi cân nhắc lựa chọn những dòng máu pha tạp khác của nhà Targaryen để trở thành những kỵ sĩ rồng mới. Tuy nhiên, bước đầu nó đã không thực sự được thành công. Nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra khi Sithermok đã tự lựa chọn cho mình một kỵ sĩ rồng hoàn toàn mới, và Rhaenyra cũng đã có những chiến thắng đầu tiên khi thành công lấy được lòng dân chúng tại King Landing bằng những món quà lương thực kích động bạo loạn ngay tại vương đô. Daemon thì ngày càng tỏ ra hối lỗi hơn khi những ảo giác đều phản ánh tới những điều anh ta từng tiếc nuối trong quá khứ. Alice cũng đã tác động khiến lệnh chúa Thulis chết trên giường bệnh, tạo ra cơ hội giúp cho Daemon có hy vọng nắm giữ quân đội Riverland trở lại. Sang tới tập thứ 7, Rhaenyra đã nhanh chóng bắt kịp được kỵ sĩ bí ẩn cưỡi được Sithermok. Adam đã nhanh chóng quy phục Rhaenyra và cho rằng các vị thần đã lựa chọn tới mình thì mình cũng sẽ sẵn sàng phục vụ. Việc Sithermok chọn Adam có thể nói là một rắc rối cho gia tộc Targaryen, vì nó sẽ làm lộ ra bản chất của chúa rồng tại Westeros. Việc Sithermok chọn Adam có thể sẽ là một bất ngờ lớn vào thời điểm này, nhưng nếu hiểu rõ về thân thế của Adam thì dường như nó cũng có nhiều liên kết hơn ta tưởng. Laenor sẽ có một phần mang dòng máu Targaryen thông qua Rhaenys, nhưng Adam thì là con hoang của Corlys, có nghĩa là anh ta sẽ mang dòng máu Valyrian, cũng là một gia tộc cổ xưa khác từ Valyria. Valyria được cai trị bởi nhiều gia tộc chúa rồng, không chỉ riêng gia tộc Targaryen, nên việc Adam cưỡi được Sithermok sẽ làm cho việc cưỡi rồng không nhất thiết cứ phải là người có dòng máu Targaryen. Điều này sẽ làm mất đi giá trị của nhà Targaryen. Mặc dù vậy, điều này lại mang tới một ý nghĩa rất quan trọng để xoay chuyển tình thế cho phe đen, khi nó công nhận giả thuyết của Rhaenyra là đúng, dẫn tới việc mở rộng được nguồn nhân lực tham gia vào việc trở thành những kỵ sĩ rồng tiếp theo. Sau đó, khung cảnh chuyển tới Alicent khi cô đang than trách số phận, mình đã cố gắng vì hoàng gia và vương quốc, nhưng cuối cùng thì nó lại chả có ý nghĩa gì. Điều này không chỉ than trách cách Aemon gạt Alicent sang một bên, mà đó còn là sự phẫn nộ của dân chúng với cô trong tập trước, khi mà trước đó không lâu, cũng là họ đã chia sẻ nỗi đau cùng với hoàng tộc. Alicent nói tiếp, ở đây không có gì là sạch sẽ cả, và phía xa còn là một con chuột xuất hiện, hãy cùng nói về ý không sạch sẽ, thì đây là căn phòng mà cả Alicent lẫn Rhaenyra từng ngủ với lại Kristen Cole, nên nó sẽ là không sạch sẽ. Nếu mở rộng ý ra thì còn sẽ là ám chỉ cả vương đô này không còn thực sự sạch sẽ như trước nữa, mà tràn đầy những âm mưu bẩn thỉu và đen tối. Như mình đã đề cập ở những tập trước, thì chuột trong bộ phim này luôn ám chỉ tới những sự mờ ám, những hành động xấu xa hoặc những điều tồi tệ, thì đều có gắn liền với hình ảnh lũ chuột xuất hiện, tức là hành động sắp tới của Alicent sẽ là một điều bất ổn. Ở bên ngoài hoàng cung, và hiệp sĩ đã bị Aemon kết án, họ chính là những người bạn được Aegon cất nhắc trở thành vệ vương, và ở tập trước khi bảo vệ Alicent, họ đã có những hành động đi quá giới hạn khi gây tổn hại tới người dân, một hành động như đổ thêm dầu vào lửa. Họ bị kết tội kích động bạo loạn và bị gửi tới bức tường. Đây là hành động chấn áp một phần dư luận khi tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo loạn. Không những thế, đây còn là những người bạn của Aegon. Việc này sẽ trở thành một công đôi việc. Nó sẽ loại bỏ nốt tàn dư quyền lực của Aegon vì bản chất họ cũng chẳng đủ năng lực và danh dự cho công việc này. Nó cũng giống như việc loại bỏ Alicent và đẩy Kristen cô ra xa. Việc này cũng sẽ triệt hạ nốt những kẻ không thực sự tận tụy với mình, củng cố thêm quyền lực tối cao cho Aemon. Phía trên, Wael và Laerys đang theo dõi sự kiện này. Wael đã chia sẻ cho Laerys thông tin rằng Sithermok được nhìn thấy là đã có người cưỡi, nhưng Laerys không tin điều đó vì nó không thực sự đủ xác thực. Theo phân công của Aegon thì Laerys sẽ trở thành Master of Whisper ở hội đồng, nên bất kỳ thông tin quan trọng nào cũng sẽ phải thông qua ông ta. Tuy nhiên, với thông tin nóng hổi này thì Laerys lại tỏ ra không mấy quan tâm. Điều đó là vì Laerys rất cẩn trọng với vị trí của mình khi Aemon đang nắm quyền. Ông ta ủng hộ phe xanh nhưng vẫn phải đề cao lợi ích của bản thân trước. Là Aegon thì Laerys sẽ dễ dàng thao túng được vị vua này, nhưng với Aemon thì ông ta lại bị coi thường, nên mặc dù thông tin phe đen có thêm một kỵ sĩ rồng mới là một điều hết sức hệ trọng, nhưng trong mắt của Laerys thì đó cũng là một điều thú vị. Việc che giấu về sức mạnh phe đen đã tăng thêm sẽ làm cho Aemon vẫn giữ nguyên sự ngạo mạn của mình, có thể sẽ bị bất ngờ và thiệt mạng trong một cuộc chiến với rồng tiếp theo. Khi trở về, Rhaenyra đã muốn tìm thêm những người khác nữa để trở thành kỵ sĩ rồng. Mysera đã gợi ý cô dùng tới những đứa con hoang thấp hèn từ khu nhà thổ King Landing. Họ có tới hàng chục người và dòng máu thì lại không quá loãng. Đây là một lời nhắc nhở rằng ở King Landing có rất nhiều dân thường mang màu tóc bạc đặc trưng của hoàng gia Targaryen, và họ chính là những sản phẩm rơi vãi sau những buổi hưởng lạc của hoàng gia. Rhaenyra vẫn muốn tuân theo các quy tắc muôn thuở, nhưng Mysera cho rằng trật tự đã bị đảo lộn và nên tận dụng những hạ dân này để tăng thêm sức mạnh nếu có thể. Cái gật đầu của Rhaenyra không chỉ khiến cho con trai mình trở thành một phần ngang hàng với đám con hoang đó,
mà còn phá vỡ trật tự vốn có của nhà Targaryen, cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của họ cũng sớm muộn bị phá vỡ bởi trật tự cũ. Adam được đưa về Dragonstone và được đối đãi như một vị khách. Corlys đã tới để xem qua. Ông tỏ ra không mấy vui vẻ khi Adam trở thành kỵ sĩ rồng, nhưng vẫn có phần tự hào và khen ngợi Adam rồi nhanh chóng rời đi. Tại Harrenhal, lãnh chúa mới của nhà Tony đã tới cùng với các lãnh chúa của Riverland. Daemon đã nhanh chóng chia buồn với Oscar, trong khi ở tập trước, cũng chính Daemon đã đưa ra đề nghị để cho ông nội của Oscar ra đi nhanh chóng để cậu có thể chiếm quyền. Khi cuộc họp các lãnh chúa diễn ra, Oscar đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của nhà Tony. Mặc dù trước đó cậu vẫn tỏ ra run sợ Daemon, nhưng trước mặt những lãnh chúa khác, Oscar đã nhanh chóng chứng tỏ mình là một đại lãnh chúa đáng tin cậy. Oscar đã một lúc giải quyết rất nhiều vấn đề tại Riverland. Cậu đã khôn khéo điều phối ngược lại Daemon và giải quyết các xung đột bằng việc bắt Daemon phải ra tay với đồng minh thân cận nhất của mình tại Riverland. Daemon đã buộc phải hành động theo đúng yêu cầu của Oscar, đó giết Willem, vì đó là cách duy nhất sửa chữa mọi sai lầm, nếu không thì mọi việc sẽ còn trầm trọng hơn. Mặc dù điều này sẽ khiến cho Daemon cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội Willem, người đang thực sự trung thành với mình, nhưng Daemon cũng cần có sự ủng hộ của Riverland, phải xóa bỏ nhận thức của họ về mình như một bạo chúa. Giết Willem cũng chính là giết chết ý định chiếm đoạt Rhaenyra, thay vào đó là một sự trung thành, củng cố thêm quyền lực cho phe đen. Thắng lợi ở Riverland cũng chính là một phần quan trọng trong chiến thắng cuối cùng. Khi quay trở về lâu đài, Daemon đã đối diện với một con dê màu đen tại đó. Ở những tập trước mình cũng có đề cập, dê đen chính là ám chỉ tới các phép thuật hắc ám hoặc là đại diện cho các ác quỷ ám ảnh nơi đây. Ngay sau đó, Daemon tiếp tục gặp ảo giác khi thấy vua Viserys trong tình trạng tiêu tụy, khác với sự khỏe mạnh của ông trên ngai sắt ở tập trước. Viserys đang cầm chiếc vương miệng trên tay và chia sẻ rằng mình chưa từng muốn có nó, chiếc vương miệng sẽ nghiền nát bất cứ ai đội nó trên đầu. Điều này không chỉ ám chỉ tới những lời nói của Alice ở tập trước, rằng đó là gánh nặng và trách nhiệm hơn là một phần thưởng, và nó cũng đang ngụ ý tới chính người đang đeo nó là Rhaenyra cũng sẽ sớm muộn bị nó nghiền nát. Những ảo giác liên tiếp đến với Daemon dường như đang cố gắng thuyết phục anh ngừng theo đuổi ngai sắt để những người dân sẽ không bị tổn thương thêm và chính Daemon cũng sẽ được an toàn. Tại King Landing, giờ đây Aegon đang cố gắng phục hồi bằng cách tập đi trở lại. Thậm chí là Rhys cũng đã xuất hiện để ép Aegon nhanh chóng phục hồi trở lại nhanh nhất có thể. Tất nhiên, ông ta giúp Aegon không hoàn toàn đến từ lòng nhân từ hay là sự đồng cảm, mà chỉ muốn Aegon sớm giành lại quyền lực để Rhys lấy được lại vị thế và tiếng nói của mình tại hội đồng. Aegon có phần tốt bụng, nhưng cũng tỏ ra là kém thông minh và khôn ngoan, thiếu năng lực chính trị. Aegon có xu hướng sẽ dựa vào hội đồng giúp mình cai trị. Nhưng với Aemon thì ngược lại, anh ta ngạo mạn, phớt lờ ý kiến của hội đồng, muốn hội đồng ủng hộ quyết định của mình hơn là góp ý hay là phản bác. Larys đã cố gắng thử len lỏi vào vị trí bàn tay của nhà vua, nhưng Aemon đã nhanh chóng xỉ nhục ông ta, nên hành động hỗ trợ Aegon hầu như đều xuất phát từ lợi ích cốt lõi sau cùng mà ông ta có thể đạt được trở lại. Larys chỉ thực sự bắt đầu tìm tới Aegon khi đã không thành công tự đệ bạt mình với Aemon, thúc đẩy ông ta tự tìm một con đường khác để đi, với khởi đầu là một dòng cảm xúc thấm đẫm mà Larys hiếm khi thể hiện. Tại Driftmark, lãnh chúa Corlys bắt đầu triển khai kế hoạch của Rhaenyra khi Aelon sẽ là người tới King Landing và chở những người con hoang về Dragonstone. Corlys đã gợi ý Aelon hãy thử trở thành một kỵ sĩ rồng, nhưng Aelon đã nhanh chóng từ chối đề xuất đó và chọn muối vào biển, một suy nghĩ đối nghịch với đại Bella. Khác với trong phim, thì ở nguyên tác, Aelon đã thử tìm kiếm vinh quang thông qua những con rồng nhưng không hề thành công và còn bị thương trong quá trình này. Aelon trong phim được xây dựng là một người cố gắng che đậy sự thật về cha mẹ mình. Anh chọn cống hiến cuộc đời cho những con tàu tại Driftmark. Sau đó, Rhaegaris đã tới gặp mẹ mình và phản đối về việc hạ nhân thu phục rồng, mặc dù chính anh là người đầu tiên đề xuất điều này. Rhaegaris cho rằng việc để hạ nhân trở thành một kỵ sĩ rồng không chỉ làm suy yếu sức mạnh thần thánh của nhà Targaryen, mà còn sẽ làm suy yếu cả quyền lực của chính anh với tư cách là người kế thừa của Rhaenyra. Rhaegaris chấp nhận Stefan là vì ông ta là một hiệp sĩ cao quý, nó sẽ không gây ra mối đe dọa tới khả năng cưỡi rồng của mình. Anh ta vẫn tin rằng mình vẫn là một hoàng tử hợp pháp đối với các quy tắc của một chúa rồng đích thực. Những lời đồn về sự không xứng đáng với ngai vàng sẽ được bù đắp bởi khả năng cưỡi rồng, vẫn chứng minh anh ta có dòng máu Targaryen trong người, nó đủ vượt trội để sở hữu một con rồng, sức mạnh thần thánh của một gia tộc. Tuy nhiên, nếu bất kỳ người thấp kém nào cũng sẽ làm được như vậy, thì Rhaegaris sẽ cảm thấy mình không còn được cao quý nữa, mà chỉ ngang hàng với những đứa con hoàng. Rhaegaris hiểu rõ việc một vị vua đích thực chỉ định người kế thừa thì không có nghĩa là cả vương quốc sẽ chấp nhận. Điều này thì đã được thể hiện rõ ở ngay chính mẹ mình, nên anh ta sợ rằng nó có thể lặp lại với chính mình từ những việc tiếp nhận những kỵ sĩ là con hoàng này. Rhaegaris coi mái tóc đen của mình như một án tử, một trong những nguyên nhân đưa Lucerys tới cái chết. Mái tóc đen với gia tộc Targaryen thì sẽ là một điều không may mắn.
Tại King Landing, khi này những người con hoàng mang dòng máu Targaryen cũng bắt đầu hào hứng lên thuyền theo lời kêu gọi của nữ hoàng. Họ sợ cái chết, nhưng ở lại thì cũng sẽ chết hoặc là không có tương lai. Đây như một tấm vé đổi đời mà họ có thể viện được vào. Trong khi đó thì Alison lại trốn khỏi King Landing. Sau cái chết của Viserys, quyền lực và giá trị của Alison dần một phai mờ, từ mối tình bị cấm đoán với Kristen Cole cho tới việc cô bị Aemon loại khỏi hội đồng. Alison giờ đây trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Cô đã thực hiện một chuyến đi biệt lập tới hồ chỉ với một hiệp sĩ, thậm chí còn làm cho ông ta trở nên bối rối khi cô nói rằng có thể sẽ không trở lại nữa. Alison đã tới một hồ nước và chậm rãi bước xuống đó, thả mình trôi trên dòng nước. Điều này tượng trưng cho cảm giác tội lỗi cũng như sự thiếu kiểm soát từ chính Alison. Alison muốn được rửa sạch bản thân khỏi máu và những ô uế mà mình đã làm ra, những thứ đã góp phần thúc đẩy cuộc chiến này. Alison từng coi mình là người chính trực, tận tụy và có nguyên tắc, đặc biệt là với những đức tin mạnh mẽ, nhưng giờ đây cô lại có nhiều hành động phản bội lệ chính bản thân. Giờ đây Alison mới nhận ra là mình đã đi quá xa nên cần phải tới một hồ nước thật lớn để thanh tẩy bản thân thay vì một bồn tắm chật hẹp, nhưng nó cũng nói lên rằng những việc làm đó là không thể gột rửa một cách dễ dàng như vậy. Ngoài ra thì điều này cũng tượng trưng cho sự tự do mà cô đã không hề biết tới trong nhiều năm. Cô đã trở thành một quân cờ chính trị từ nhỏ, bị hạn chế làm nhiều điều. Alison thực sự chưa bao giờ biết đến tự do hay là một cuộc sống cho chính bản thân. Cho đến khi khoảnh khắc thả mình trôi trên hồ nước diễn ra, cô giờ đây hoàn toàn được bình yên, không còn phải muộn phiền vì điều gì. Trong khi đó tại Dragonstone, hàng chục người con hoàng đã được quy tụ nhanh chóng. Tuy nhiên những người canh giữ rồng lại không sẵn sàng cho điều này và họ đã rời đi. Rhaenyra đã tự mình chạm vào Vermintor và bắt đầu để mọi người thử sức với con rồng to lớn thứ hai này. Tuy nhiên đã có rất nhiều người bị nó thiêu sống và ăn thịt. Hillhammer cuối cùng đã lấy hết dũng cảm đánh lạc hướng Vermintor để cứu một người phụ nữ khác. Qua đó anh ta đã được con rồng chấp nhận. Tuy nhiên lòng dũng cảm không phải lý do duy nhất khiến một con rồng chấp nhận một ai đó cưỡi. Như Hill từng chia sẻ thì dòng máu của anh ta có liên hệ cùng về với Viserys và Daemon. Do đó Hill sẽ phải có liên hệ với chủ nhân cũ của nó là vua Rhaerys. Vua Rhaerys có 13 người con, một trong số đó là Syra, khá nổi tiếng với những hành động trụy lạc của mình. Bà ta từng có thời gian trốn khỏi King Landing và tới một nhà thổ, nên bà ta rất có thể chính là mẹ của Hill. Nhưng điều thú vị không dừng lại ở đó, khi một người con hoang khác là Orm chạy thoát khỏi Vermintor thì lại vô tình vớ được Silverwing và được nó chấp nhận, một tên nhát gan và phét lác. Có vẻ những con rồng lại có những khẩu vị mặn khác nhau. Orm từng mạnh dạn tuyên bố mình là anh trai của Viserys và Daemon, tức là con của Balon. Nhưng đó cũng là một điều khó tin vì Balon được mô tả là một người rất trung thủy với vợ, nên chỉ có thể cho rằng Orm cũng sẽ là một người cháu hoàng khác của vua Rhaerys. Silverwing trước đây từng là rồng của nữ hoàng Alicent. Nó được biết tới là hiền lành và thân thiện với con người so với những con rồng khác, do đó nó nhanh chóng gắn kết với Orm mà không mang tới nhiều mối đe dọa. Orm đã lập tức cưỡi Silverwing lượn một vòng quanh King Landing trong vui sướng. Điều đó đã đánh động tới Aemon, anh ta đã ngay lập tức cưỡi Verga đuổi theo sau, nhưng khi tới gần Dragonstone thì Aemon đã ra lệnh quay xe ngay lập tức. Và Dragonstone có tới 3 con rồng đang đợi sẵn, trong đó có Vermintor, nó đủ mạnh để trở thành một mối đe dọa khiến cho Aemon phải vội quay đầu. Aemon từng chơi bài Upshot ở Rockrest nên anh ta đủ tỉnh táo và bớt kiêu ngạo để không lao đầu vào một cuộc chơi khó nhằn tương tự không chắc phần thắng. Và nhiều khi cũng chả phải Orm tình cờ ngẫu hứng tới King Landing, mà đó có thể là một chiêu bài dụ Aemon tới của Rhaenyra, điều tương tự mà Aemon đã từng làm với Rhaenys. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về tập 7 của House of Dragon. Các bạn thấy tập này thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.